Tối ngày 17 tháng 9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Lê Chí Bền, 30 tuổi và Trần Lộc Ngàn, 22 tuổi, ngụ vàm đầm xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Bền và Ngàn là người cùng xóm, theo kết quả điều tra ban đầu, bên và ngang thường lợi dụng lúc đêm khuya chạy vỏ lãi trên các tuyến sông vắng, rồi tấp vào các xà lan hoặc ghe chở hàng, chủ yếu là vật liệu xây dựng. Sau đó dùng dao tự chế khống chế những người trên những phương tiện này, cướp đi tiền, vàng, điện thoại di động. Bên và ngang khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Đầm Dơi, Cái Nước và Nam Căn. Tiến hành điều tra mở rộng, đối tượng khai nhận thêm đã thực hiện hành vi cướp và cướp hiếp tại địa bàn thuộc tỉnh bạc liêu hiện công an huyện đầm dơi đang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng